Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái phần mềm để đọc số thành chữ ở trong Excel. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là có ba cái phần mềm. Đấy, có rất là nhiều phần mềm để có thể chuyển đổi số thành chữ các bạn nhé. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn ba cái phần mềm phổ biến. Đấy, đó là phần mềm là VN Tool này, phần mềm đổi số và phần mềm là Arc Helper. Đấy, thì mình sẽ để cái đường link để các bạn có thể tải ba cái phần mềm này về và sau đó các bạn tích hợp vào trong Excel và các bạn có thể là sử dụng để các bạn chuyển đổi số thành chữ ở trong Excel. Thì các bạn lưu ý là trong quá trình mà các bạn add in những cái phần mềm này, những cái ứng dụng này vào trong Excel thì có những cái ứng dụng sẽ phù hợp với phiên bản Excel của các bạn, có những cái ứng dụng sẽ không phù hợp. Vậy thì nếu trường hợp bạn Excel của bạn khi mà các bạn đã thêm vào mà không sử dụng được thì đơn giản các bạn hãy bỏ nó đi và các bạn hãy cài cái ứng dụng khác. Đấy, khi nào nó được thì thôi. Thường thì nếu mà trường hợp mà máy tính của các bạn Windows ở trạng thái bình thường, tức là không bị lỗi thì chúng ta cài và chúng ta có thể sử dụng được. Nhưng mà nếu mà trường hợp các bạn mà không dùng được thì tốt nhất là các bạn hãy xem lại cái phiên bản Windows của mình nó có bị lỗi hay không các bạn nhé, phiên bản Office của mình. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn thêm những cái add-in đó vào để đọc số thành chữ. Khi mà chúng ta sử dụng cái add-in đó thì các bạn nhập dấu bằng và các bạn sẽ viết chữ VND như thế này thì lập tức nó chúng ta sẽ sử dụng được cái hàm VND. Còn nếu mà chúng ta không tích hợp thêm cái add-in đó vào thì trong Excel sẽ không có cái hàm VND này các bạn nhé. Đó. Thì chúng ta để tích hợp cái phần mềm đó vào ấy, đầu tiên ấy, các bạn sẽ tải nó về. Các bạn sẽ tải về nhé. Các bạn sẽ tải cái phần mềm này về. Mình sẽ để cái link ở dưới cái phần mô tả của cái video này. Các bạn có thể tải về. Sau đó khi các bạn tải về rồi thì các bạn sẽ giải nén. Đấy, các bạn tải về sau đó các bạn sẽ giải nén nó ra. Đó. Thì ví dụ trường hợp là cái phần mềm đầu tiên là phần mềm Arc Helper. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem từng cái một, nếu trường hợp mà cái nào nó được thì chúng ta sẽ dừng lại, còn cái nào nó chưa được thì chúng ta sẽ sử dụng cái ứng dụng khác các bạn nhé. Đầu tiên để sử dụng cái Arc Helper sau khi mà các bạn tải về thì nó sẽ nằm ở cái mục download mặc định là như vậy. Các bạn có thể là copy và chuyển sang cái ổ đĩa nào mà các bạn muốn. Sau khi các bạn là tải về xong các bạn sẽ giải nén nó bằng cách các bạn chuột phải đúng không? Các bạn chọn là Extract here, đấy, chúng ta giải nén nó. Rồi, thì đây là cái thư mục giải nén, đấy, thư mục của cái phần mềm Arc Helper. Thì các bạn để ý vào hai cái lựa chọn này. Thì đây là cái phiên bản mà dùng cho trường hợp mà Excel của các bạn nào những cái phiên bản cũ, ví dụ phiên bản 2003 là phiên bản cũ. Đó. Còn đây là 64 bit của 2007 trở về sau thì chúng ta sẽ dùng cái phiên bản này các bạn nhé, và có hướng dẫn chi tiết ở đây, các bạn có thể mở ra đấy, các bạn thấy chưa, đấy, file trong thư mục này dùng cho Office 64 bit đó. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ sau khi chúng ta giải nén xong đấy thì chúng ta sẽ mở cái file Excel của chúng ta lên đấy, chúng ta mở file Excel lên, sau các bạn chọn vào file. Mình đang sử dụng Excel 2016 và các phiên bản khác các bạn cũng sẽ chọn tương tự như vậy. Rồi sau đó chúng ta chọn Option. Rồi sau đó các bạn chọn Add In. Đấy, các bạn chọn Add In nhé. Máy tính của mình nó hơi đơ một chút. Rồi chọn Add In này, rồi các bạn sẽ chọn Go. Rồi như các bạn thấy là mình đã tích hợp vào đây rồi đúng không? Nhưng bây giờ mình tích hợp lại từ đầu cho các bạn xem này, mình sẽ chọn Browse này. Đó. Rồi sau đó mình tìm đến cái thư mục mà mình chứa cái file giải nén đó, mình chọn ổ đĩa D để chọn mục download này. Đó. Đây các bạn thấy nhá, là mình mở nó ra đã cái thư mục này là mình đã giải nén rồi và mình chọn cái lựa chọn là máy tính của mình là 64 bit thì mình chọn vào đây. Rồi mình chọn và chọn OK. Rồi, sau khi mình tích hợp vào xong thì lập tức nó có cái mục này và được tích chọn. Rồi chúng ta chọn OK. Đấy, báo này, các bạn thấy không? Đăng ký add-in đã thành công này.
Khi mà các bạn báo thành công, các bạn thấy một cái thông báo thành công như này là được các bạn nhé, chúng ta chọn ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử. Đấy, chúng ta sẽ thử xem nhé, xem nó có hoạt động hay không các bạn nhé. Đó, chúng ta nhập dấu bằng này, VN, VND, các bạn thấy chưa? Đấy, hiện VND này. Sau giả sử chúng ta chọn một cái ô này để tí nữa chúng ta viết số. Đấy, Enter. Đây là không đồng bởi vì ô đó chưa có cái gì cả, đúng không? Thì chúng ta viết số vào đây. Đó, Enter này. Đó, các bạn sẽ thấy là nó dịch ra tiếng Việt cho chúng ta. Đó, rất là hay đúng không? Các bạn cứ nhập số thôi, đúng không? Sau đó các bạn nhập dấu bằng này. Viết VND này. Đấy, mở ngoặc ra và chúng ta chọn vào cái ô này, Enter. Đó. Đúng không ạ? Máy tính của chúng ta bây giờ đa phần là 64 bit các bạn ạ. Đấy, đa phần là 64 bit. Ít máy bây giờ là 32 bit đó. Rồi, VND. Đó. Đấy các bạn thấy chưa? Nó dịch ra cho các bạn. Đấy, các bạn có thể kéo từ trên xuống được nếu trường hợp số của các bạn nó cả một cột. Thì các bạn chỉ cần làm một lần thôi, sau đó các bạn kéo công thức xuống. Được chưa ạ? Rất là đơn giản đúng không? Đấy là cái phần mềm Arch Helper. Đấy, tuy nhiên là nó không phải là máy nào nó cũng sẽ có, nó cũng sẽ được ngay các bạn nhé. Nếu trường hợp mà máy của các bạn mà cài cái add-in Arch Helper là nó thành công thì các bạn không cần phải quan tâm những cái tiếp theo. Nhưng nếu trường hợp mà cái khi các bạn cài add-in cái phần Arch Helper này ấy, mà nó không hoạt động ấy, thì các bạn sẽ phải sử dụng những cái khác. Đó. Thì các bạn là chú ý là phiên bản là 64 bit là cái đây, còn đây là phiên bản là 32 bit, các bạn chú ý như vậy. Sau khi chúng ta giải lén ra. Rồi, cái phần mềm đổi số này cũng tương tự như vậy luôn. Bây giờ mình trượt phải mình giải lén ra. Rồi, đổi số đây thì các bạn thấy nó chỉ có một cái file như vậy, đúng không? Thế bây giờ để sử dụng cái đổi số đấy thì mình sẽ cần phải là bỏ tích chọn cái add-in này đi. Đấy, chúng ta chọn file này. Đấy, chọn vào add-in này, chúng ta chọn vào go này. Đấy, các bạn đơn giản là bỏ tích chọn cái này đi thì chúng ta không dùng nữa. Đó, thì chúng ta chọn ok. Thì lúc này là đấy đã hủy bỏ cài đặt add-in này, các bạn thấy chưa? Đó. Rồi bây giờ các bạn nếu mà chúng ta đã hủy bỏ rồi ấy, thì bây giờ các bạn chỉ nhập cái hàm đó vn hủy bỏ. Nhưng mà mình cho mình vẫn còn là đó các bạn thấy chưa? Đấy, nó hiện là VND nhưng nó báo lỗi ngay bởi vì Excel nó không còn cái add-in đó nữa. Rồi bây giờ nhé, chúng ta sẽ thêm cái sử dụng cái gọi là cái đổi số, cái add-in đổi số này tích hợp vào trong Excel. Thì chúng ta làm cũng tương tự như vậy. Các bạn chọn vào File, các bạn chọn Option. Sau đó các bạn chọn add-in này, rồi các bạn chọn Go này. Rồi sau đó các bạn chọn Browse và các bạn tìm đến cái thư mục vừa rồi đúng không ạ? Chúng ta chọn ổ D này. Đấy, mình mục Download mình để trong ổ D đây, đổi số đây các bạn nhé. Các bạn chọn đổi số, các bạn chọn OK này. Đấy, lập tức đổi số nó tích vào cho các bạn. Sau đó các bạn chọn OK này. Đó. Rồi bây giờ mình lại tương tự như vậy, chúng ta sẽ thử xem nó có hoạt động hay không. Đấy, thì chúng ta sẽ biết được là nó có phù hợp. Cái add-in đó nó có phù hợp với máy tính của chúng ta hay không. Để kiểm tra xem là nó có hoạt động hay không, chúng ta mở một cái file Excel mới hoàn toàn lên để chúng ta nhập vài con số nào đó và sau đó chúng ta thử để chúng ta kiểm tra xem là nó có hoạt động hay không. Chúng ta nhập dấu bằng này, chúng ta nhập VND này, sau các bạn mở ngoặc ra và các bạn chọn vào con số đó rồi các bạn Enter. Đấy thì các bạn thấy là nó cũng sẽ hoạt động bình thường. Đấy, giống như chúng ta sử dụng cái Arch Helper vừa rồi đúng không ạ? Đấy, chúng ta có thể nhập số bất kỳ. Đấy, các bạn nhập số nhé. Đó. Nhập số rồi sau đó chúng ta chỉ việc kéo công thức xuống thôi. Đó, chúng ta kéo công thức từ trên này xuống này. Đấy, các bạn thấy chưa? Là nó sẽ đọc số thành chữ cho các bạn. Vậy là cái add-in đổi số này nó cũng vẫn hoạt động đối với máy tính của mình các bạn nhé. Đối với máy tính của mình nó hoạt động vừa là accounting helper này, các bạn thấy chưa? Và nó vừa hoạt động cái add-in đổi số này luôn. Thì khi mà chúng ta dùng cái nào thì chúng ta chỉ dùng một cái thôi. Nếu chúng ta dùng cái này thì chúng ta không cần phải cài đặt thêm cái này. Nếu trường hợp mà các bạn không
máy tính của các bạn, accounting helper này nó không phù hợp, tức là khi các bạn cài đặt đấy mà không sử dụng được thì các bạn sẽ sử dụng cái phần mềm đổi số các bạn nhé. Đó rồi, thế bây giờ đấy là mình đã giới thiệu các bạn cách sử dụng cái hàng cái add-in accounting helper và đổi số rồi. Bây giờ tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn sử dụng một cái VN tool tiếp theo, xem nó có hoạt động hay không các bạn nhé. Đó rồi, thế thì chúng ta còn một cái nữa đó là VN tool. Để sử dụng VN tool thì các bạn chỉ việc là chuột phải và các bạn cho cài đặt nó vào máy tính của các bạn chọn Run as Administrator, các bạn chọn vào đây để mà chúng ta cài đặt vào trong máy tính của chúng ta, sau đó chúng ta chọn Yes. Rồi chúng ta chờ trong giây lát, đó nó hiện lên như thế này đúng không ạ, các bạn chọn Next. Đấy mình thử cho các bạn đây, các bạn chú ý cái ổ C này, khi các bạn cài đặt này nó nằm trong ổ C root ram 86 này, VN tool này. Đó, các bạn chọn Next. Đấy, rồi các bạn chọn Next. Chọn Install tức là để cài đặt nó, sau đó Finish. Đó. Rồi, đây là những cái hướng dẫn của nhà sản xuất đã tạo ra ra nó. Đấy, các bạn có thể đọc qua rồi các bạn làm theo. Bây giờ sau khi mà chúng ta cài đặt xong thì chúng ta sẽ thêm vào trong Excel để các bạn xem nó như thế nào các bạn nhé. Rồi chúng ta cũng sẽ mở cái file Excel mới ra. Đấy, chúng ta Ctrl N chúng ta mở một file Excel mới hoàn toàn các bạn nhé. Rồi sau đó các bạn chọn File này, chọn Option này. Đấy, chọn Add In này. Rồi chúng ta chọn Go. Rồi, chúng ta bỏ tích cái đổi số này đi các bạn nhé. Chúng ta chọn Browse để chúng ta lấy cái VN Tool để các bạn hiểu cái cách để các bạn thêm vào, tích hợp vào trong Excel đấy. Các bạn chọn ổ C này, Group Ram File 86 đúng không ạ? Các bạn nháy đúp chuột này. Rồi sau đó là đến là VN Tool đúng không ạ? Đây các bạn thấy không, VN Tool này các bạn nháy đúp chuột này, sau đó các bạn chọn vào cái file này, View Function đúng không ạ? Các bạn chọn OK. Đó thì lập tức là các bạn sẽ thấy nó hiện chữ là NTD này, Tool này. Đấy. Rồi sau đó các bạn chọn OK. Các bạn phải khi các bạn tích hợp xong ấy, nó phải hiện cái này và các bạn chọn OK này. Đấy, nó báo là compile error hidden, có khả năng cái này sẽ không sử dụng được đối với máy của mình, khả năng là như vậy. Nếu một khi đã hiện thông báo như vậy thì chúng ta cứ thử xem nhé. Đấy, chúng ta thử xem là có được hay không. Đấy, nó báo lỗi. Rồi bây giờ mình nhập số này, một khi nó báo lỗi như vậy thì khả năng là không được rất là cao. Đấy, thì quy tắc là nếu trường hợp các bạn cài cái phần mềm này không được thì các bạn cài bản khác thôi. VND. Đấy, chúng ta mở ngoặc ra Enter. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy nó báo là không được. Vậy có nghĩa là cái VN Tool này là không phù hợp với máy của mình, đúng không? Có thể với máy khác sẽ phù hợp. Thì nói chung là nếu trường hợp mà các bạn mà sử dụng cái nào đó không được thì các bạn sẽ đổi qua cái khác thôi. Đấy, các bạn hình dung không? Đấy, ba cái mà mình giới thiệu với các bạn này. Helper này, đổi số này. Đấy, sau khi các bạn tải về thì nó sẽ như thế này. Các bạn tải về thì nó sẽ như thế này. Đấy, ba phần mềm này mình có để ở trong cái đường dẫn, đường tải Google Drive. Các bạn có thể là theo đường dẫn đó các bạn mở và rồi các bạn tải về, sau đó các bạn tích hợp vào Excel của các bạn và các bạn làm như mình vừa rồi thì các bạn sẽ tích hợp được vào và các bạn sử dụng nó bình thường các bạn nhé. Đó, mình là Meter Cảnh Excel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video mình chia sẻ ở trên đây. Nếu mà các bạn mà không tiếc gì cái link chuột thì các bạn có thể bấm vào cái nút like để cho mình có một cái động lực. Mình cảm thấy là các bạn động viên mình rất là vui khi mà các bạn làm cái điều đó. Đấy, đúng không ạ? Chúng ta quy tắc là cho là nhận đấy các bạn nhé. Đấy, chúng ta hiểu là như vậy. Quy tắc nhân quả đúng không ạ? Chúng ta cho đi thì chúng ta sẽ được nhận lại thôi bằng cách nào đó. Đấy, nếu chúng ta sống theo cái nguyên tắc như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy mọi thứ nó sẽ rất là dễ dàng các bạn nhé. Đó, mình biết là có rất nhiều người là chỉ muốn nhận thôi nhưng không muốn cho, nhưng mà không bao giờ chúng ta có thể nhận được nhiều hơn khi mà chúng ta không cho đi. Theo quy tắc là luôn luôn là như vậy các bạn nhé. Nếu mà bạn nào hiểu về quy tắc nhân quả thì các bạn sẽ biết làm cái điều đó. Để nhận được các bạn phải cho đi.
chắc chắn một điều đó nhé. Các bạn nhận muốn nhận thì các bạn phải cho đi, đúng không ạ? Đó, rồi mình sẽ xin dừng cái video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.